Một phụ nữ chưa kết hôn trong sáng và một cô gái đẹp trai phong độ. Họ yêu nhau cháy bỏng trong hộp đêm. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn bộ phim dưới miệng cô ấy. Cô gái tóc ngắn siêu đẹp trai này tên là Dallas. Cô đang thân mật cùng bạn gái. Tuy nhiên, cho dù có đẹp trai cũng không nên thể hiện bộ mặt vô cảm như thế này chứ. Không bất ngờ gì, sau khi Dallas xong việc, cô biến bạn gái thành bạn gái cũ, không chút lưu luyến. Sau đó, cô tới nơi làm việc. Dallas là một thợ sửa mái nhà. Hôm ấy, cô đang cùng bạn mình sửa mái nhà cho một hộ gia đình, tình cờ thấy một phụ nữ đi xuống từ xe hơi. Mọi người liền cùng nhau đùa cô ấy vài câu rất mất lịch sự. Cô ấy tên là Jasmine. Cô mặc kệ những con người vô văn hóa trên nóc nhà và đi thẳng về nhà. Jasmine có cuộc sống ổn định, có một người chồng sắp cưới rất yêu mình. Hai người sắp bước vào thiên đường hôn nhân. Jasmine không ngờ rằng mình lại có quan hệ với Dallas. Thậm chí, trong cuộc sống ổn định tiếp theo còn bị Dallas làm cho xáo trộn. Đêm hôm đó, Dallas trở về trạng thái độc thân, tham gia một bữa tiệc của con gái. Cô lập tức tìm được con mồi mới là nữ phục vụ quầy bar. Nhưng không lâu sau, cô tình cờ gặp Jasmine trong nhà vệ sinh. Dallas chủ động thả thính Jasmine. Jasmine cũng nhận ra đây là thợ sửa mái mà hôm nay cô gặp trên phố. Jasmine có chút phòng bị với sự nhiệt tình của Dallas. Sau khi giới thiệu vài câu, cô cũng thoải mái hơn. Cô rất muốn biết tại sao Dallas lại thích làm thợ sửa mái. Dallas nói thẳng với Jasmine rằng nếu Jasmine hẹn hò với mình sẽ biết được thôi. Jasmine nhìn ra được ý định của Dallas nên không đáp lời cô ấy mà đi ra ngoài ban công cho đỡ ngột ngạt. Dallas không từ bỏ, liền đi theo sau. Jasmine thấy đối phương luôn bám theo mình nên sau đó cô lại trở lại bữa tiệc, không ngờ rằng Dallas lại đuổi theo. Khi đi ở hành lang, Dallas gọi Jasmine lại trả lời câu hỏi của cô ấy. Công việc thợ sửa máy khá tốt bởi vì ngày nào cũng được leo trèo. Dallas muốn tiến gần hơn, muốn ngồi xuống cùng Jasmine trò chuyện nghiêm túc nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng từ chối. Jasmine muốn rời đi ngay lập tức nhưng bạn cô lại đang sung sức. Cô chỉ còn cách tới ban công tránh khỏi bữa tiệc một lần nữa. Dallas nhìn thấy liền tiếp tục bám lấy cô. Cô đi theo Jasmine và bắt đầu tấn công tình cảm, nói với Jasmine rằng mình và tình cũ suýt chút nữa là kết hôn. Chủ đề này cuối cùng cũng làm Jasmine hứng thú. Cô chủ động nói với Dallas tình cảm của mình và chồng sắp cưới rất ổn, cô biết mọi thứ về anh ấy. Dallas nghe xong không ngại ngùng tiến đến gần Jasmine, muốn cô bỏ chồng sắp cưới đi và ở bên mình. Tiếp theo cô còn thử nói với Jasmine, nói không chừng hai người họ mới là người hợp nhau nhất. Dallas thấy Jasmine không phải kháng, liền tiến đến gần Jasmine hơn rồi hôn lên môi cô. Sau đó Jasmine lý trí trở lại, thoát ra khỏi vòng tay của Dallas, hoang mang rời khỏi bữa tiệc. Về tới nhà, Jasmine luôn bất an, nhớ Dallas mãi không nguôi. Còn Dallas lại tìm tới cô phục vụ nữ mà mình để mắt tới trước đó, thậm chí còn đưa cô ấy về nhà, cùng nhau liếu liều cả đêm. Sáng ngày thứ hai, Dallas liền đá luôn cô phục vụ đó, lại tới khu gần nhà Jasmine, tiếp tục công việc sửa mái nhà. Jasmine nhạy cảm nghe thấy tiếng động, liền tới ban công thì thấy Dallas, không kìm nổi thèm muốn tình ái với Dallas. Cô đi vào phòng tắm, nghe tiếng động Dallas làm việc ở nhà bên, dùng vòi nước giải tỏa ham muốn nồng cháy trong lòng mình. Sau khi tỉnh táo lại, Jasmine mới mặc đồ đẹp đẽ ra ngoài đi làm, nhìn thấy Dallas đứng ở ngoài cửa nhiệt tình chào hỏi mình. Cô vẫn rất dè dặt, giữ thái độ vô cảm. Lái xe rời đi, nhưng đến tối khi tan làm, Jasmine nhìn thấy Dallas vẫn đang chờ mình. Cuối cùng, cô cũng đồng ý lời mời của Dallas, cùng nhau đến quán bar gần nhà uống gì đó. Hai người vô cùng coi trọng cuộc hẹn này, thậm chí cả hai rất chú trọng đến vẻ bề ngoài. Trong quán bar, Jasmine nói với Dallas, cô rất yêu chồng sắp cưới của mình, cô còn vì anh ấy mà hy sinh sự nghiệp của mình. Dallas không bận tâm đến chuyện đó, cô vừa chơi đùa Jasmine vừa nói, nếu cô là chồng của Jasmine, cô nhất định không để Jasmine hy sinh sự nghiệp của mình. Jasmine buông nhẹ cảnh giác, bị cô gái Dallas cá tính làm cho cảm động, nhưng chút lý trí còn dư lại khiến Jasmine từ chối Dallas nhiệt tình một cách đầy khó khăn. Jasmine nói với Dallas cũng như nói với chính mình, cô đã yêu chồng sắp cưới mình 6 năm rồi, đã đính hôn rồi, hy vọng Dallas đừng tới gần mình nữa. Nhưng lúc này Dallas đã nhìn ra sự do dự của Jasmine, làm gì có chuyện buông tay dễ dàng như vậy. Cô càng mãnh liệt hơn, tiến sát đến Jasmine, hùng hổ hôn lấy cô. Jasmine lúc này đang đấu tranh nội tâm dữ dội, sau khi bị giày vò, cô chạy ra khỏi quán bar. Dallas vội vã đuổi theo, Jasmine bị Dallas tán tỉnh đến mất hết lý trí còn lại. Hai người con gái mặc kệ mọi chuyện, ôm hôn nhau trong góc phố. Jasmine còn về nhà Dallas, buông thả bản thân mình, cùng Dallas mây mưa hết đêm. Sáng hôm sau, Jasmine tỉnh dậy trong nhà Dallas, nhận được điện thoại của chồng sắp cưới. Anh ta không hề biết chuyện, vẫn đang đi công tác, cũng không ngừng lo lắng về hôn lễ của hai người. Jasmine có chút áy náy, nhưng sau khi cúp điện thoại, Dallas đã mua xong đồ ăn sáng trở về. Jasmine tạm thời gạt bỏ lo lắng sang một bên, tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Dallas. Khi hai người trò chuyện, Dallas nói với Jasmine, hồi nhỏ mình đi về chuyện khắp nơi. Từ nhỏ cô đã muốn sống như một người con trai. Dallas không giấu giếm gì, kể hết sạch quá khứ thực của mình cho Jasmine mới quen không lâu. Dallas không muốn giấu giếm Jasmine bất cứ điều gì. Lúc này Jasmine cũng mở lòng, nói với Dallas, hồi còn nhỏ, cô cũng từng có một cuộc tình đồng tính ngắn ngủi. Sự xuất hiện của Dallas khiến Jasmine nhớ lại tình yêu mà cô tưởng mình đã sớm quên. Jasmine không dũng cảm như Dallas. Trong gia đình, cô giấu đi khát khao thực sự của mình trước áp lực của thế giới. Jasmine tưởng rằng mình sẽ như thế này mãi, sống một cuộc sống bình yên. Không ngờ rằng mình gặp được Dallas, thế giới của cô được thắp sáng, cô trở về làm chính mình. Quan hệ của hai người dần dần đằm thắm và trở nên thân mật hơn. Ở trước mặt Dallas, Jasmine cũng chủ động hơn. Hai người hết mình tận hưởng trái ngọt tình yêu, nhưng cuộc sống lúc nào cũng chân thực và tàn khốc. Thứ quá đẹp sẽ không tồn tại lâu. Jasmine còn có cuộc sống của chính mình, cô không thể ở cùng Dallas mãi được. Chồng sắp cưới của cô cũng sắp đi công tác trở về. Cuối cùng, Dallas tiễn Jasmine về tới nhà cô. Hai người không nỡ xa nhau, hôn tạm biệt đối phương. Lúc này, màn đêm tối tăm đổ cơn mưa lớn. Dallas xuống xe trước, đưa Jasmine vào nhà. Hai người lại một lần nữa hòa vào nhau. Trong buổi đêm đầy tối tăm, hai người thân mật với nhau trong buồng tắm. Nhưng chính vào lúc hai người đang mãn nguyện, thì chồng sắp cưới của Jasmine trở về trước hẹn. Nhìn thấy khung cảnh trong nhà tắm, anh giận dữ chạy ra khỏi nhà. Jasmine thấy thế, vội mặc áo đuổi theo, để lại một mình Dallas trong buồng tắm hồn bay phách lạc. Cô một mình trở về nơi ở của mình, rất khó thích ứng với việc đột nhiên không có Jasmine. Jasmine không phóng khoáng được như Dallas, cô không thể từ bỏ cuộc sống của mình. Lòng cô luôn hướng về một cuộc sống quy củ. Như đại đa số mọi người, Jasmine nói với người chồng sắp cưới đang đau lòng rằng giữa hai người vẫn còn tình yêu. Cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì, cũng không muốn mất anh. Cuối cùng, dưới sự hối lỗi của Jasmine, chồng sắp cưới tha thứ cho cô. Nhưng trước tiên, cô bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với Dallas. Dưới sự thúc ép của chồng sắp cưới, cô đến nhà của Dallas, cắt đứt quan hệ với đối phương. Dallas tuy rằng không nỡ rời xa, nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ quyết định của Jasmine. Giống như lần đầu trò chuyện Dallas nói vậy, cô sẽ không bắt Jasmine vì mình mà hy sinh thứ cô chân quý. Jasmine tạm biệt Dallas một cách khó khăn, cùng với chồng sắp cưới trở về cuộc sống vốn có.
Đà Lạt tiếp tục sửa mái nhà cùng bạn bè, hai người không còn liên hệ gì, nhưng trong lòng của hai người không còn như trước nữa. Hai trái tim luôn nhớ nhung nhau, chúng chờ thời gian chữa trị. Đà Lạt để rũ bỏ đi hình bóng của Jasmine mà ngày càng xa sút, cô không ngừng tìm những phụ nữ khác để quên đi Jasmine, thậm chí còn tìm đến tình cũ. Nhưng sau một đêm say đắm, Đà Lạt vẫn không thể quên Jasmine. Cô xin lỗi, bày tỏ lòng mình với tình cũ của mình, rằng cô ấy không thể yêu cô như cách cô ấy yêu mình. Cùng lúc đó, Jasmine ép mình tiếp nhận cuộc sống thực, thử cùng chồng sắp cưới, trải qua thế giới hai người ngọt ngào. Nhưng cô phát hiện ra mình đã không còn hứng thú với cái ôm hôn của chồng. Cô không quên được Đà Lạt, cô không thể sống với chồng sắp cưới như trước đây được nữa. Jasmine đau đớn, không nhận thức được rằng lúc này cô đã không thể tiến vào cuộc sống hôn nhân, không thể sống cuộc sống không có Đà Lạt. Hai cô gái theo thời gian dần chữa lành nỗi đau và càng thêm nhớ đối phương. Kết phim, hai cô gái gặp lại nhau trong công viên. Jasmine mang đến cho Đà Lạt một cốc cà phê, nói với người phụ nữ mình yêu rằng cô đã kể chuyện của mình và Đà Lạt cho tất cả mọi người. Từ đó họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Đà Lạt nghe thấy vậy vui vẻ nở nụ cười. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ follow để hóng những video tiếp theo nha.